Lương Thùy Linh, tôi mạnh mẽ, độc lập tài chính. Hoa hậu Lương Thùy Linh nói sống mạnh mẽ, tự lập nhờ có gia đình là điểm tựa, học sự bản lĩnh từ mẹ, quyết đoán của bố. Đầu năm, Lương Thùy Linh nhìn lại công việc, cuộc sống trong năm 2023. Cô dùng từ thú vị để nói về các hoạt động như lớn sân đóng phim, làm MC, thực hiện dự án cộng đồng. Lương Thùy Linh nói xem bố mẹ là thần tượng giúp cô phấn đấu, tạo dựng thành công. Mẹ của cô làm công việc nhà nước, bố hoạt động trong quân đội nên hoa hậu học được tính cách chăm chỉ, độc lập về mọi thứ. Sau 5 năm, điều Lương Thùy Linh hạnh phúc vì đã được gia đình ủng hộ hoạt động showbiz. Tết Giáp Thìn, Lương Thùy Linh về quê nhà Cao Bằng để quay quần bên bố mẹ, em trai. Cô cùng cả nhà đón giao thừa, lì xì chúc nhau đầu năm mới. Năm nào, Lương Thùy Linh cũng cùng bố vào bếp, chuẩn bị mâm cơm Tết gồm những món truyền thống để mọi người thưởng thức. Lương Thùy Linh, 25 tuổi, từng vào top 12 Miss World 2019 sau đăng quang cuộc thi trong nước. Tháng 8 năm 2022, Lương Thùy Linh tốt nghiệp loại xuất sắc Đại học Ngoại thương Hà Nội. Gần đây, cô thử sức diễn xuất với vai phụ trong dự án điện ảnh Chiếm Đoạt, làm MC nhiều sự kiện trong nước, quốc tế. Cô từng thực hiện các dự án cộng đồng như Vì Chúng Tôi Cũng Là Phụ Nữ, Chạm Đọc, Tiếp Sức Mùa Thi. Hiện Lương Thùy Linh triển khai chương trình Sơn Trường, dự kiến mỗi tháng đến một điểm trường nghèo, sửa chữa, bổ sung cơ sở vật chất, giúp các em học sinh có điều kiện học tập tốt hơn. Các bạn hãy đăng ký kênh để cập nhật thông tin miễn phí mới nhất.